gọi ở gặp uống nước thôi mà, có gì đâu. Tôi chả chú cháu gì hết, chú ấy mất tích từ hồi nào rồi, tôi có gặp đâu mà. Không có việc gì mà lên này uống nước gọi điện thôi. Tôi đã cắt đứt quan hệ rồi. Tôi sắp chết rồi, còn có mấy chục năm nữa tôi chết thôi mà. Tôi tính là cũng chả được mấy trăm năm đâu, mấy chục năm đâu, nên là không việc gì phải khổ vì các mối quan hệ cả. Vui vẻ thì quan hệ, không vui vẻ thì thôi. Vậy thôi nhá, ăn đi rồi đi. Mặc quần dài. Em đang quay đấy hả? Này cho em nằm 5 phút thôi nhá. Em tự dưng đau đầu, nhức đầu như kiểu em bị cảm ấy. Anh có nghĩ là tại vì em bị cảm không nhỉ? Chân em nóng, tại em nó cảm nên là em suốt ngày cứ mà cơ em cảm. Lấy cả cái viết đặt vào đây nhé. Anh công nhận là cũng suốt ngày kêu em cảm. Em buồn cười cả vì gì chú Tùng với anh Mạnh đi uống nước không? Ví dụ đấy là nhà chú Tùng, cái ngay ngồi quán đấy, ngồi ngay quán cổng nhà chú Tùng. thì gọi anh có bao giờ được gặp đâu, biết anh Mạnh thì biết rồi Anh gặp rồi chứ, hôm năm cưới Toản mà chú Tùng không lên à? Ừ.